trời. Em chào cô chú anh chị, chào cầu tất cả mọi người. Thì hôm nay em cho con cọp của em cho nó lên dĩa nữa nè cô chú anh chị. Thì giờ nó đang ngủ. Bữa nay em sẽ cho nó thêm một lần nữa, coi lần này nó phản ứng sao. Bữa nay kế hoạch của em là sẽ sửa kế hoạch đó. Sửa làm sao thì mời mọi người cùng xem nha. Cháy cùng điện, rồi mình mua cùng điện mới 82.000, giờ mình thay vô, giờ tiệm thì 100 mấy 200.000. Rồi mình sửa xong rồi thử lại rồi chôn thôi. Bây giờ mình đã tiến hành sửa xong cây quạt và quạt cũng đã quay rồi. Bây giờ là tới màn tròn của mình. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mà tròn bá cú hết hồn. Mời mọi người cùng đón xem. Chút xíu nữa đi. Bây giờ ba có màn tròn mẹ nè. Bây giờ cần mày phụ. Sao được không? Được phải không? Thì cái nãy ba sửa cây quạt rồi. Sửa nó chạy rồi. Mà ba cắt cây điện rồi. Là có nghĩa là ghim cái ổ điện, ghim vô nó cũng không có điện, đúng không? Cái ba gia bộ bị điện giật.
cái mà còn mới nói mẹ ba chửi nó quạt bị điện giật kìa, có mẹ mày phản ứng làm sao nha. Rồi ba đi giấu cái cam, ok không? Rồi ba giấu cam trước nha. Trời ơi, cứu tôi, chết tôi, trời ơi. Cái gì vậy bà nội? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tôi hú hồn mà khóc luôn. Hú hồn không? Hãy công. Chứ cái... Người ta tháo cái ổ rồi. Còn cái chui không à. Thì cái màn tròn của mình á, bữa nay á, đã khóc luôn mọi người. Thì cái màn tròn của mình thì cũng tới đây xin kết thúc nha. Thì mọi người xem video có hay á, thì nhớ cho mình một like, nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để hiển thị những cái clip tiếp theo của mình. Khi mà mình ra clip, mọi người sẽ được nhận sớm nhất. Rồi, bye bye mọi người. Tạm biệt mọi người.